đây ao tự nhiên và đắp nữa, đắp đường lên. Đây mỗi một lô thì tầm bán là mình làm 1000 mét vuông, trong đó 100 mét vuông thổ cư. Phước ha, quận 9 đó. Cỏ mà trời 7 hecta rồi, đây rộng là tới 7 hecta nhé. Đầu đường đổ kia là một cái cầu để đi ra. Vui lòng đăng ký like subscribe nha. Mình sẽ sắp xếp có nhiều clip về bất động sản hay hơn. Cảm ơn quý vị.